thời gian nào, dù ở quá khứ, trong hiện tại hay trong thời tương lai. Tâm ở mức độ bình thường thì bản chất nó là năng lượng tác động nhân quả thiện ác tái sinh. Cho nên nếu thiền siêu cao rồi tâm lý bằng đâu, tâm vạn vật đều có niềm vui chân hòa, ta để hòa mình cùng niềm vui ấy. Nếu ta làm điều gì không vui, tức là ta đã làm buồn muôn loài vạn vật ở đây, thì ta đã đưa vào môi trường sống của chúng ta một từ trường an vui. Nên nhớ rằng sự đau khổ của bất kỳ tôn tầng phú vật nào cũng được truyền lan vào không gian, nó lưu dấu và ảnh hưởng, nó lưu dấu và ảnh hưởng lây sang các chúng sanh khác trong môi trường không riêng chi cho chủng loại của nó, như một con ngựa đau đã thào không ăn cỏ mà còn ảnh hưởng lên các chủng loại khác nữa. Người buồn chẳng có vui đâu bao giờ. Hiện tượng tái sanh luân hồi của các loại từ trường giả do chúng sanh hữu tình đang sống thấm xuất vào môi trường sẽ đi tái sanh ngay vào các chúng sanh đang sanh, sắp sanh hay đang sống trong môi trường. Môi trường sống mang sắc thái từ trường ác, do tính chất ác của từ trường nó sẽ khiến chúng sanh đau khổ, bệnh tật, tai nạn, chúng sanh dịch bệnh hay gây nên mức độ thiệt hại trầm trọng của các loại thiên tai nhân tai, thời tiết đổi thay chân lật. Ngược lại, khi môi trường sống mang sắc thái từ trường thiền, do tính chất thiền của từ trường, chúng sanh sống trong môi trường sẽ hưởng được kết quả an vui, tâm tánh hiền hòa, thân không tật bệnh, tiêu trừ tái ương hoàn toàn, không có dịch bệnh, không có chiến tranh giết chóc, giải trừ hay giảm thiểu thiệt hại cho thiên tai nhân tai, thời tiết khí hậu bốn mùa không nhiều chênh lệch, cây cỏ tốt tươi, bốn mùa hoa trái xung xê. Như vậy cuộc sống của chúng sanh trong đó không người lãnh đạo tác động. Nếu loài người muốn được an lạc tốt lành thì công không cần phải cầu thành thanh thiên bất kỳ tỉnh thành linh tối tôn nào do tưởng tượng ta đang cấp, cũng không cầu mong ước, cũng không cần mong ước sau cái chết được thanh về quả mơ hồ ảo tưởng nào chẳng có thật. Những sự gian thiên cái mong ước đó chỉ là vô ích mà phải từ mình tạo lập cho mình, cho người những hành động thân tạo khí tốt đẹp thiện lành, thì chỉ trong đời sống này và ngay trong quả đất này ta đang sống này được hưởng.